Ồ, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình đang ở cái sảnh Day Win anh em nhé. Và hôm nay thì mình sẽ vào mình chơi kiếm tiền lật bài với con game Day Win này. Và Day Win đang có chương trình trải nghiệm 20k khi em tạo tài khoản. Anh em nào mà muốn chơi, muốn trải nghiệm kiếm tiền, anh em có thể là gửi ID trong nhóm Telegram nhé, sẽ nhận được cái code. Rồi, hôm nay 8 triệu này thì mình sẽ vào trò chơi mini poker. Anh em nào muốn tìm hiểu về bộ môn poker trên dưới này thì có thể là tìm hiểu nhá, tự tìm hiểu nhá. Mình sẽ chơi với 200k. Ok. Không lòng vòng gì nữa. Hôm nay để xem có kiếm được cái gì nó ra hồn không. Nào. Đảo chưa? Rồi. Bệt này, tuyệt vời. Làm phát nữa bệt. Trời ơi, tuyệt vời anh em ạ. Tuyệt vời anh em ơi. Có lên rừng không? Có lên rừng không? Bây giờ rất nhiều câu hỏi. Rất là nhiều câu hỏi sẽ đặt ra nghi vấn trong đầu của mình và của anh em. Thế thôi. Thì thứ nhất khi bạn vào, tất nhiên là anh em sẽ gặp rất nhiều cái trường hợp mà khi mà mới lần vào lần đầu tiên chưa được 30 giây anh em đã kiếm được x2 số tiền hoặc x3 số tiền. Đấy. Nhưng mà khi mà anh em chơi lên đến tầm chiến thắng ấy thì anh em phải biết điểm dừng. Thế thôi. Bạn cứ quan điểm của mình thì là cứ rút về tiền về đã, rút về tiền về đã, không quan trọng đã, rút về 10 triệu đã, còn để lại 4 triệu ta quấn lốt thế thôi. Đấy, nếu mà anh gặp trường hợp nào anh em là đang thắng như này nhá thì anh em áp dụng ngay đúng công thức rút tiền về đã thế thôi. Còn bây giờ 4 triệu lại mình vào mình quấn lốt thế thôi, chứ đừng để nói thẳng, tôi nói thẳng anh em là mẹ, đừng để thóc nó dâng tận miệng, nhìn cái là anh em thèm ngay. Thế nên là cứ bình tĩnh thôi. Rồi bên đen, rồi lần này bên đỏ, anh em có thể lựa chọn là chơi chọn một lần đúng thì anh em nhận tiền thôi, lời khoảng tầm là x2 số tiền, gần tương đương x2 thôi. Còn mình muốn lật nhiều lá, với quan điểm mình ba đấm không bằng một đá anh em ạ, thế nên là mình sẽ chọn cái cách chơi này. Ok anh em, tất nhiên là sẽ có cái rủi ro nhất định, không phải đùng phát anh em lật lên từng đó đá lá đâu. Anh em có thể thấy này, thua mấy lá liên tục đấy, không phải chuyện đùa đâu. Thế nên là tùy anh em nhé, anh em có thể tìm hiểu bộ môn này của mình hay chơi. Còn nếu mà anh em nào mà hiểu rồi thì thôi, không cần phải nói nữa. Rồi bên đỏ nữa đi, tuyệt vời. 1,4 triệu kéo lại đã, kéo lại số tiền đã. Rồi phát này ra bên đen, tuyệt vời. Bên đen phát nữa, 1,4 triệu phát nữa lên 5,1 triệu. Anh em cứ áp dụng, nghĩa là khi mà đùng phát anh em chơi thắng được từng đấy tiền, anh em phải biết rút về tiền ạ, ngân hàng đã. Thế thôi. Ok anh em, bên đỏ đi, lần này nó bệt ba đen. Ok anh em nhé, lần này không theo đâu. Ai chà, căng quá. Bệt bên đen tiếp, sang bên đỏ. Lần này bên đỏ, lần này thì nó lại ra bên đen. Tất nhiên mỗi người sẽ có một cách chơi, bạn muốn lật một lần thắng luôn thì ok, còn bạn muốn chọn nhiều lần thì nó phải đi đôi với rủi ro, chứ không có cách nào nó hoàn thiện 100% cả. Còn nếu mà anh em nào muốn chơi 6 này, 6 cơ này, đảo ngược sang 6 bích luôn này, nó được thì nó sẽ ra. Còn cái bên cơ này, lần trước nó về bích này, đảo ngược sang 6 tép. Tất nhiên nó có độ khó khác nhau thì nó có cái số tiền thưởng khác nhau anh em nhé. Đó, càng khó thì nó lại càng càng dở hơi. Thế ok, lần này ra bên tép này, một lần đoán đúng này. Rồi bên đen phát nữa, cầu 22 khá là xui. Ok, tâm lý khi chơi là anh em phải vững tâm lý một tí nhá. Ok, mình nghĩ là cách chơi này có thể là áp dụng cho những anh em nào mà vốn nhỏ được anh em ạ. Thì vốn nhỏ thì bạn đi nhỏ thôi, bạn cược nhỏ thôi. Thôi bây giờ mình tập trung vào nhá. Nó bẻ 1,1 khá là nhiều. Ai ra, bệt ra khá là nhiều. Rồi đảo ngược sang, đảo sang. Rồi ok. Tuyệt vời. Đó, bệt nữa này. Ôi giời ơi. Lên nữa đi này. Lần này thì nó lại ra bên đỏ như này, hối hẻo em luôn.
Ba đỏ anh em ạ, ba đỏ. Ai chà, đúng lúc mình theo mà lại không về như này, xui dễ sợ luôn. Ba đỏ với hai đen. À rồi ok, tôi hiểu dần rồi đấy. Lần đầu tiên là ba đen đã. Rồi. Đào xong bên đỏ, tuyệt vời. Đấy, cứ chơi nhiều là anh em sẽ học được cách thôi anh em ạ. Lần này ba đỏ đi. Không được thì lần sau khả năng là ba đỏ. Đó. Rồi ok. Tiếp tục nào. Tâm lý này, tâm lý này, chơi này nói chung là anh em phải vững tâm lý tí. Thế thôi, làm phát nữa nhá, làm phát nữa nhá, bệt bên đen. Đảo chứ nệ. Đảo chứ nệ. Ok. Rồi. Bên đỏ tuyệt vời, 2 triệu 8 lên 4 triệu 1 anh em ơi. Tiếp tục nhá. Nào. Bên đỏ. Ui giời, nó 22, cầu 22. Bên đỏ này, ai da. Ba đỏ đi. Không về ba đỏ anh em ạ. Bên đen 10, 10, 10 ra đỏ này. Không ăn thua. Chào ơi. Nghĩa là anh em có thể lựa chọn nhận một lần. Thực sự mình khuyên nếu mà anh em chưa hiểu gì anh em có thể nhận một lần. Còn nếu mà anh em hiểu rồi thì anh em có thể là bẻ một một như mình. Mình làm phát này nữa, nếu mà được thì mình sẽ dừng luôn nhá anh em nhá. Được hay không thì mình cũng sẽ dừng luôn này. Đó, bệt đỏ. Không được, thôi dừng, chấp nhận. Nếu quả đấy được thì là sẽ x lên số tiền. Đó, ok, thì hôm nay thì mình sẽ dừng đây. Thì nói chung là mình cảm thấy đủ rồi, ăn non được rồi. Mình không muốn là thêm nữa. Chơi nhiều cuốn lâu thì thành ra dở. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và có câu hỏi gì anh em có thể để lại bên dưới phần bình luận thì mình sẽ trả lời chi tiết cho anh em nhé. Bye bye anh em.